cô. À, hôm nay cô Thùy Trang đến giúp con thực hiện ước mơ của mình. Ước mơ của con là được làm một cái bóp để tặng cho cha. Tại vì con thấy ba con cũng đã xài một cái bóp lâu lắm rồi, nên con muốn thay đổi một cái mới do chính tay con tạo ra. Cô vẫn thắc mắc là không biết tại sao mình lại chọn là một cái bóp mà không phải là một cái vật dụng khác. Ví dụ như là cái thắt lưng hay là cái áo. Tại vì con thấy ba con ít khi xài mấy cái đó lắm. Với lại áo thì ba con cũng có nhiều rồi, nhưng mà con thấy bóp thì ba con xài lâu lắm rồi nhưng mà chưa có đổi. Nhưng mà cái kế hoạch này của con á, ba biết chưa? Dạ chưa. Chưa biết đúng không? Ừ. Và con có định tặng vào ngày nào? Dạ, ngày hôm nay. Con có thấy cái bóp cũ của ba không? Dạ có. Đâu, cái bóp đó đâu? Dạ, đây. Ủa, hôm nay ba mình đi làm mà quên mang bóp hả? Dạ. Con muốn là làm một cái bóp giống y chang cái bóp này hay là sẽ làm một cái bóp đẹp hơn? Dạ y chang. Tại sao? Con muốn làm giống tại vì nó có nhiều kỷ niệm với ba con. Kỷ niệm hả? Kỷ niệm gì vậy? Dạ, giống như là ba con để hình của con ở chẳng. Ừ. Đúng là cái bóp này thì cũng khá là cũ rồi đúng không? Dạ. Cần có một cái bóp mới. Cái phía bên trong này nè, đó, nó có vẻ ngắn hơn cái bên ngoài đúng không? Cái lớp bên ngoài đó. Rồi 2 ngăn nè, 3 ngăn luôn nè, 4 nè, 5 nè, 6 nè, 7. 7 nè. Mình sẽ nói với gia đình là mượn tặng cái bóp của ba đi để làm mẫu, chứ mất công ba về bất chợt mà lại không thấy cái bóp nha. Bà ngoại cho con xin phép đi cùng với cô để cô hiệp sĩ để thực hiện ước mơ của mình. Và nếu mà ba con có về thì bà ngoại nhớ giữ bí mật giùm con. Nào chúng ta vào đây. Giới thiệu với con, đây là chủ quán, một anh chủ shop rất là đẹp trai dễ thương. Anh tên là Tân và anh sẽ là người hướng dẫn cho Tâm thực hiện ước mơ ngày hôm nay. Thì ở đây có rất là nhiều mẫu ví dành cho nam giới cũng như là mẫu ví dành cho ba. Con có thể chọn một trong những mẫu ví ở đây. Chú sẽ là người hướng dẫn cho con để may thành phẩm cái ví này. Dạ, con muốn có một cái ví giống như thế này. À, như thế này hả? Chú xem nè. Ừ, rồi. À, đây là một ví khá là kiểu như là cổ điển và rất là nhiều cánh đàn ông thì hay xài cái ví này và ba con cũng thế. Thì mẫu ví này á, nếu mà con muốn tự may á thì rất là khó, bởi vì nó có rất là nhiều chi tiết, nào là góc cạnh, gấp da và những chi tiết rất là khó thì mình sẽ không thể nào thực hiện được ha. Thì bây giờ chú cũng sẽ hướng dẫn cho con làm một cái ví cũng đẹp cũng xinh, ba con dùng rất là tốt và cũng sẽ có ngăn đựng tiền, ngăn đựng thẻ và đặc biệt là có cái góc đựng hình như thế này thì của con vô đây ha. Thì trước khi làm á, chú sẽ giới thiệu cho con một số thứ mà sau này con có muốn làm á thì con sẽ đi mua ha, nhờ người lớn đi mua ha. Chúng ta cần có một cái kéo, cần có những màu chỉ đó, thì mình cứ lựa cái màu chỉ nào phù hợp với cái da của mình hoặc là màu chỉ mà nó nổi hơn. Rồi một ít keo thì con dùng keo B6000 đó, một cây tiết mực màu trắng, một cái dụng cụ để đục lỗ, và một miếng kính. Miếng kính như thế này đây, để mà mình làm cái khung hình của mình và khung đoạn của mình á. Bây giờ mình chỉ có việc là dán nó lại và may nó đó. Và cái ví của mình như thế này, đây là mặt bên trong. Để con dán nha. Con dán hai cái mép vô, nó có một cái độ rộng ở giữa như thế này nè. Con thấy cái bí nào nó cũng có độ rộng này nè. Cái độ rộng này nó càng rộng á thì con để càng nhiều tiền. Nhưng mà thường á người ta chỉ để tầm khoảng 1cm thôi. Mình sẽ lấy một cái đường thẳng này nè, mình sẽ kẻ ra. Đây là cái đường viền may. Thì á, may á, ví da thì mình có thể hai loại may, một cái là mình may máy, hai là mình may tay. Đó, từ ngoài vào trong con lấy cái thước con đo tầm khoảng 3mm là được. Bây giờ chú sẽ hướng dẫn cho con may. Mình sẽ bắt đầu ở một cái điểm, không phải điểm đầu mà điểm cuối. Mình sẽ bắt, tại vì may da nó khác là con phải giấu được cái đuôi chỉ cuối cùng đi. Cho nên con sẽ bắt đầu vào cái điểm ở giữa. Chú sẽ giúp con là cái đoạn đầu tiên, rồi sau đó con sẽ may tiếp ha.
đó, mà con không cẩn thận là con chỉ nó rối. Nên tới đoạn này nha, con sẽ may tới đây rồi chú sẽ hướng dẫn tiếp cho con. Đó thì con cứ đâm qua đâm lại thôi, cẩn thận cái kim. Hết lỗ rồi đúng không? Đó, hết lỗ rồi con sẽ quay ngược lại nha. Đó, con sẽ quay ngược lại giống vậy. Đó, rồi. Cô Trang chữa nè. Đó, để cô Trang quay ngược lại nha. Rồi, sai rồi. Đúng rồi, đó. Để cũng chỉ vậy thôi, nó bị xoắn. Chưa, con thấy không? Mình sẽ xong được mặt bí. Bây giờ mình sẽ may cái phần mặt còn lại. Được chưa? Cái này chưa kéo chặt này. Sự chỉ nó vẫn còn ở trên đấy không? Bây giờ mình đã xong được cái bí cho bố. Bây giờ mình chắc phải đóng tên thôi. Đấy, có chỗ này là định hình nè, hai ngăn định thẻ nè, chứng minh nhân dân nè, hay định tiền ha. Con tự bỏ hình vô đi. Đây, con thử bỏ hình của con vào cái nè. Bây giờ cái bóp của mình á là đã gần hoàn thành xong, đã được tầm 90% rồi. Thì bây giờ con so sánh với cô là cái bóp cũ với cái bóp mới thì nó như thế nào? Dạ, con thấy là nó rất là đẹp và nó cũng khá giống so với bóp cũ của bố con. Rồi. Cảm ơn chú vì đã giúp con thực hiện một chiếc bóp cho bố của con. Ừ, rồi, chú cảm ơn con ha. Rồi, chú gửi con cái ví để tặng cho bố. À, hôm nay con cha quên bố ở nhà con đem bóp tới vậy kìa. Ở đâu ra? Dạ con tự làm. À, sao làm được như thế này? Dạ nhờ có trợ giúp của cô hiệp sĩ với lại cái chú. Dạ cảm ơn con, cũng cái này quá bất ngờ. Ta cũng không biết nói gì hơn, thì rất là bất ngờ. À, thực ra thì bé có chia sẻ với chương trình á là ba con có một cái bóp dùng lâu năm lắm rồi, nó cũ rồi, thậm chí là nó có một chỗ nó hơi sờn rách đúng không? Mà ba không hay để quên ở nhà, vì chính vì anh hay quên nên là bé mới để ý cái bóp của anh là nó đã dùng lâu năm rồi, nó cũ rồi, nên là bé mới muốn là làm một cái bóp mới để tặng cho ba. Thực sự thì với tôi thì đó là một điều rất là bất ngờ, mà bất ngờ hơn nữa như tôi đã nói rồi, đó là một cái sự quan tâm đến những cái thành viên trong gia đình. Với tôi có thể là cái ví này, cái bóp này thì thỉnh thoảng tôi lấy ra xài thôi. Có thể nó là một cái kỷ vật mang theo suốt cả đời của tôi. Đôi lúc sau này em của bé hoặc là những người khác thì hỏi về cái ví này thì tôi hãnh diện tôi nói rằng đây là một cái món quà mà bé đã quan tâm. Thấy cha mình có những cái bóp nó đã sờn, đã hấp mà biết quan tâm, chăm sóc, chia sẻ trong những cái điều nhỏ nhặt nhất trong cái cuộc sống hàng ngày. Chắc cây ngước mà tuổi thơ.